xin kính chào quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em test thử chất âm của dòng súp Audio Center có mã là PF112B+. Dòng này nó công suất cực khủng mà chất âm của nó thì quá tuyệt vời. Em test cho một bác khách, bác Điệp, bác ở Việt Ngọc, bác cũng là một trong những người đam mê ca hát, và bác biết bên em về những cặp súp, những thương hiệu, đặc biệt là dòng súp Audio Center. Bác cũng đã nhanh tay ra lựa chọn cho mình được một cặp súp hơi. Và ở video này em chỉ test thử phối ghép với một chiếc loa BMB với một chiếc súp để các bác được cảm nhận chất âm của dòng súp này. Em mời các bác nghe thử chất âm của dòng súp này nhé. Trong những bộ dàn karaoke mà thiếu đi tiếng súp thì cũng là tiếng âm bác hay gì nó cũng không thể đậm và tiếng sâu như những dòng súp hơi. Các bác mà được phối ghép những dòng súp hơi mà đánh vào đẩy thì âm của nó là rất uy lực. Và các bác mà alo cho em thì cứ báo cho em là dòng súp Audio Center PF112+ nhé. Vâng, em xin phép dừng video tại đây.